Chào các bạn, hôm nay shop xe đạp xin giới thiệu mẫu F-Cab 2 City. Tại sao giới thiệu lại? Tại vì giá xe nó lên. Bây giờ dòng F-Cab 2 City này ở ngoài bán hình như 9 triệu 9, có chỗ bán gần 10 triệu. Thì nay shop xe đạp Hân My bán giá với giá là 9 triệu 100 ngàn. Các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. F-Cab 2 City giá lên nha các bạn, giá lên nha. Hôm nay là ngày 4 tây tháng 9 năm 2018. Giá của F-Cab City là 9 triệu 100 ngàn. Các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá. Tại sao gọi là giá lên vậy? Thì phụ tùng phụ kiện có thay đổi không? Thì xin thưa luôn, không thay đổi. Vẫn giữ nguyên mẫu cũ, không thay đổi bất cứ cái gì. Vẫn là giá là 9 triệu 100. Vẫn giá vẫn lên mà phụ tùng vẫn như vậy. Giá của nó 9 triệu 100 ngàn các mình. Thôi bây giờ mình sẽ tiến hành quay cận cảnh cho các bạn xem. Xí ơi, ẩm bắp vô xí ơi. Tay đề là Shimano. Có chuông, tích hợp. Càng thắng V. Vỏ là Zan 700x32 X3. Hồi đó dòng này mình bán chỉ có 8 triệu 7 thôi nha các bạn. Xin nhắc lại giá này, hồi xưa mình bán chỉ có 8 triệu 700 ngàn thôi. Nhưng mà nay mình phải nâng giá lên là 9 triệu 100 ngàn vì hãng giá xe lên quá trời luôn. Nó lên tới gần 10 triệu con này rồi. Nhưng mà mình bán chỉ có 9 triệu 1 thôi. Các bạn tới xem mình vẫn giảm giá nha. Mình không tăng giá, giá này tới nhà mình vẫn giảm. Giá là 9 triệu 100 ngàn. Các bạn tới xem xe mình sẽ giảm giá cho các bạn à. Xe gồm có 3 đĩa 8 lít à. Bộ rúp Shimano Altus. Vỏ là 700x32. Vỏ Zan, bánh Zan, đầm Zan. Khung sườn Zan. Mối hàng vẫy cá. Giá xe là 9 triệu 100 ngàn nha các bạn. Mình xin nhắc lại giá xe là 9 triệu 100 ngàn. Giá xe lên. Tất cả các xe của Zan đều lên nha. Không phải riêng shop mình lên mà tất cả các đại lý, tất cả các hãng đều lên luôn. Giá ngoài hãng là 9 triệu 800 ngàn nha các bạn. Mình bán chỉ 9 triệu 100 ngàn thôi. Có hàng thùng cho các bạn luôn. Các bạn thích là lấy hàng thùng luôn. Còn không lấy hàng ráp rồi, muốn lấy hàng gì là có hàng đó. Giá vẫn một giá, màu nào, size nào, lớn nhỏ, bé to, vừa gì cũng một giá 9 triệu 100 ngàn. Sườn không, sườn mối hàng chì, mối hàng dãy cá, đi dây âm sườn. Có ba ga, có vè, đầy đủ cho các bạn chơi. Shimano Altus 9 triệu 100 ngàn. Connect. Tay bấm 38. Zan năm nay là tất cả các xe đều lên giá lên hình như 400-500 ngàn một chiếc, chứ không có lên 20-30 ngàn như lần trước nữa, mà lần này lên 400-500 ngàn một chiếc xe luôn. Lên mắt gần bằng ca, nhiều khi hơn cả ca nông đeo luôn rồi. Xe này bảo hành chính hãng nha, bảo hành chính hãng là các bạn có thể đem ra hãng bảo hành, và bảo hành chính hãng ở ngoài 72 Phạm Văn Bạch hoặc là 115 Võ Thị Sáu, công ty Zan Việt Nam à. Giá xe là 9 triệu 1 à. F-Cab 2 City hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2018 nha. Các bạn theo dõi ngày tháng năm giùm mình nha. Giá cả ngày tháng năm nha. Mẫu cũ là mình vẫn bán là 8 triệu 9 nhưng mà hết hàng rồi. Ý là giá cũ hồi đó mình bán vậy, bây giờ giá nó lên thì mình phải điều chỉnh giá lại thôi. Là 9 triệu 100 ngàn nha các bạn. Các bạn tới xem xe sẽ được giảm giá à. Các bạn mua xe các bạn vui lòng tới địa chỉ 184/8 Nguyễn Nhân Lượng, phường 17, quận Gò Vấp, tổ 1, khu phố 1 à. Hoặc là gọi điện thoại, số điện thoại shop xe đạp thể thao Hân My.
Rồi cảm ơn các bạn, thân chào ạ. Dạ 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 dạ